Anh Khoa xin được chào mừng tất cả quý vị và những lời chúc thân thương nhất đến tất cả quý vị cùng toàn thể gia quyến cho một năm mới an khang, thịnh vượng và đầy đủ những điều tốt đẹp cho năm Bính Thân 2016. Và xin được giới thiệu khách mời Sông Đất cùng với chúng tôi, một khách mời hết sức đặc biệt mà anh Khoa trân trọng được giới thiệu. Phải nói là sau 6 năm rồi thì mới có dịp ngồi và ghi hình cùng chị trên một cái chương trình trò chuyện lần này gửi đến tất cả quý vị. Và xin được lì xì quý vị khách mời đầu năm mới, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Năm mới đã đến rồi, Minh Tuyết xin thân chào anh Khoa và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang xem chương trình của ngày hôm nay, sự trò chuyện của Minh Tuyết và Khoa. Và cũng như năm mới thì xin thân chúc cho tất cả quý vị năm 2016 lúc nào cũng nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Chúng ta biết rằng là đối với ở bên đó thì công việc lịch trình vẫn bình thường, người ta vẫn đi làm. Nhưng đối với chị, những cái ngày ta, ngày Tết á, cái không khí mình tự tạo như thế nào trong cái ngày Tết truyền thống. Em nhớ lúc mà tháng 1 em có qua bên đó một thời gian khoảng 2 tuần em công tác đó, thì mình thấy là bây giờ cũng có show Tết, thậm chí gọi tên là show Tết luôn đúng không ạ? Rồi bắt đầu có hội hoa xuân nè, rồi đúng có hội rồi, chợ đúng rồi. Nhiều lắm. Thật sự và là cái không khí Tết như thế nào? Dạ, thật sự là ở bên Mỹ thì nó không có bằng bên Việt Nam. Tại vì nó chỉ là một cộng đồng nhỏ tại Mỹ chứ nó không phải là một cái đất nước Việt Nam. Cho nên người dân Việt Nam mình là cộng đồng Việt Nam mình tại Mỹ, họ cũng ráng làm tổ chức những cái sinh hoạt, ví dụ như hội chợ xuân. Nhưng mà ví dụ như hội chợ xuân đầy dày thì bển dày đó, hay là chợ bông cũng có, rồi chợ đêm cũng có, rồi những cái show gọi là giống như là show ở ngoài trời cho bà con đi đến coi, họ vẫn tổ chức. Còn riêng những cái thành phố nhỏ, những cái thành phố khác thì vẫn tổ chức show. Thì cũng giống như những ca sĩ, họ vẫn có ca sĩ thì hát ngay tại Orange County, là ngay tại OC. Có người thì lại bay đến những tiểu bang khác để hát. Thì cái không khí Tết nó cũng có, nhưng mà đương nhiên nó không có háo hức bằng bên đây. Dĩ nhiên em biết những cái lần ghi hình live show của chị Cẩm Ly, chị có mặt là một cái chuyện đã rất quý, vì chị sắp xếp nào rồi cả việc giấy phép biểu diễn ở Việt Nam trong những cái năm đầu tiên chị về nước nữa. Nhưng mà vừa rồi cái điều mà khán giả cả nước bất ngờ là khi chị xuất hiện lại trong vai trò là cố vấn cho huấn luyện viên Cẩm Ly ở chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa thứ 3. Thế thì cảm giác của mình khi mà nhân một cái dịp về nước rồi gặp các em nhỏ nữa, mà nhất là lại vào đội của người chị của mình nữa, lúc đó thế nào chị hả? Là đợt đó chị về đây để tham dự một số chương trình ca nhạc. Thì lúc đó anh Minh Vi, tức là cái người quản lý cũng như là ông xã chị Cẩm Ly, gọi chị. Nói là bây giờ chương trình bên The Voice Kids có có cái mời cái khách guest á. Thì cái người đến làm cố vấn, thì có nghe tin là chị về thì mới nói là có thể mời Minh Tuyết đến làm cố vấn cho Cẩm Ly không, cho chương trình đó. Thì em có tưởng tượng là báo cho chị cách trước khi quay hình có một ngày thôi, báo cho chị liền. Thì chị mới nói, thì thứ nhất là chị cũng rất là thích mấy em nhỏ mà có tài năng như vậy nữa. Thứ hai nữa là chị của mình nữa. Thì chị nói ok, nếu em rảnh thì em sẽ đến giúp Tư. Thì tích tắc trong ngày phải đi kiếm quần áo, rồi phải oh my god, làm đủ thứ. Em biết chị là người rất là kỹ. Lúc đó chị rất là, nói thiệt chị không có mấy là thoải mái lắm. Bởi vì mình không có một cái sự chuẩn bị gì rõ ràng cho một cái đó. Từ cái tinh thần cho đến chưa có học được các em trước, làm quen các em. Rồi quần áo cũng chỉ là đến cái chỗ chị Ly design rồi ráp đại cái áo nào treo ở đó bận đại. Chứ cũng không có đem theo một cái gì, tại vì mình không có một cái sự chuẩn bị gì hết. Thì cái đó nó cũng hơi hối hả, nhưng mà tất cả vì chị của mình thôi. Có một cái điều này em nghĩ gặp chị để nói á, dường như đó là cái chiêu rất là riêng của Minh Tuyết. Bởi vì những cái bài hát khi mà đã thành hit rồi, khi mà chị chọn chị thể hiện lại ở hải ngoại, chị thổi được một cái hồn mới, chị tạo được một đời sống riêng cho nó. Và cũng có thể nói là nó lại hit hơn cái bài trước đó. Và chẳng hạn như gần đây em nhớ là khi mà chị hát Em Muốn Anh Sống Sao của năm ngoái đi, thì quả thật sau đó khi mà sợ tin Google á, là cái bài đó cái lượt view từ chị nó sẽ cao hơn. Và từ đó thì nó sẽ đi theo cái lượt view người hát tiếp theo. Giống như là
không nói đến ca sĩ khác thể hiện chị đầu tiên mà là cái người nhạc sĩ của bài đó đó, họ họ cũng em cũng từng gặp và cũng chia chị Dân có nói với em là trời ơi cảm ơn chị Minh Tuyết, bởi vì thật ra là nhờ chị Minh Tuyết thì người ta mới nghe lại Em Biết Anh Sống Sao nhiều hơn, và từ đó người ta có thể không chỉ nghe Bảo Anh mà người ta còn đi nghe chị Dân hát bài đó nữa. thì tụi em trong nước hay nói vui hoặc là hay trao đổi với nhau như vậy lắm, chị có thể chia sẻ cái theo như chị nghĩ như vậy nè. Có rất là nhiều người e sợ khi hát lại một bài hát hit. Đúng rồi, nhất là khi tên tuổi mình quá lớn. Đúng, cái đó cũng đúng. Lúc chị hát thì chị cũng suy nghĩ rất là nhiều. Dạ, yeah. Em nhưng mà cái cách chị đó, nhưng mà ý, sống riêng thế nào? Ý chị nói là có rất nhiều bài hát nổi tiếng hoặc là những nhạc quê hương rất là nổi tiếng, biết bao nhiêu người, Còn Thương Rau Đắng Một Sâu Hè hay là cái gì đó của cô Hương Lan hát, biết bao nhiêu người đã từng hát đi hát lại, bao nhiêu người hát lại. Nhưng mỗi người, chị nghĩ theo như chị nghĩ, mỗi ca sĩ họ có một cái cách xử lý của bài hát riêng theo cái chiều hướng họ mong muốn, họ thích. Đúng rồi. Và khán giả cũng vậy, mỗi người có mỗi cái gu khác nhau, y như gu quần áo vậy đó. Nếu mà em là người theo dõi về fashion thì em sẽ thấy có những cái gu quần áo em nhìn vô, giống như chị nè, bản thân chị nhìn vô những cái đồ hiệu rất là mắc tiền nhưng mà chị nói cho chị không bận. Là tại vì cái gu nó lạ quá, nhưng cũng có rất là nhiều người họ chấp nhận, họ bỏ số tiền họ mua cái đó. Nhưng mà họ là không mua cái gu quần áo của chị thích bận. Là bởi vì mỗi người có mỗi cái gu khác nhau, thì chị nghĩ là hát cũng vậy. Nhưng mà cái quan trọng như vậy, gu hát khác nhau đúng, cách hát, style hát khác nhau đúng, hòa âm khác nhau đúng, nhưng cái quan trọng nhất là khi em hát, liệu em có truyền đạt được những gì ở trong cái bài hát đó mà người nhạc sĩ họ viết ra. Mình muốn hát cái kiểu nào cũng được, cái gu nào cũng được, cái cách riêng của mình. Nhưng cái quan trọng em hát cách riêng, em phân, em pha chế tùm lum tà la, nhưng mà em người nghe xong chả hiểu cái gì và cũng chả đau gì trong tim. Thì cái đó là em thực sự không phải thành công. Chưa thành công. Thì chị nghĩ rằng là không biết người khác làm sao, nhưng mà cái đó là cái tiêu chuẩn của chị khi mà chị muốn làm mới một bài hát. Là chị làm mới kiểu gì đi chăng nữa, cái hồn của bài hát chị vẫn phải truyền đạt được cho người nghe. Thì có thể là khi mà chị truyền đạt cái bài hát này theo một cái chiều hướng mới, cái chiều hướng nó gọi là chững chạc hơn, sâu lắng hơn, thì chị chạm đến trái tim của người nghe nhiều hơn. Nhân dịp đầu năm mới rất quý, rất là hiếm hoi để được hội ngộ với Minh Tuyết, để được chị trang trải những cái câu chuyện thật ấm lòng và em nghĩ chân tình lắm. Bởi vì đó chúng ta giống như là ôn cố tri tân, chúng ta nói những cái câu chuyện cũ ngày hôm qua, chúng ta nói về cái Tết truyền thống và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm để có một Minh Tuyết của khán giả yêu thương với âm nhạc, với giải trí, với thời trang như ngày hôm nay nữa. Thì chị có điều gì để gửi đến các khán giả của cả nước không ạ? Trước hết là cảm ơn Khoa rất là nhiều, chị em mình có một cuộc trò chuyện rất là vui sau 6 năm hả? Sáu năm. Và sau đó thì hồi nãy Minh Tuyết chúc Tết quý vị rồi phải không? Thì cũng có rất là nhiều người, cũng có nhiều câu hỏi là hỏi hoài rất mong muốn Minh Tuyết trở về nước để mà tham dự nhiều chương trình và gặp gỡ tất cả quý vị khán thính giả tại Việt Nam nhiều hơn một tí. Thì Minh Tuyết cũng hứa là trong năm sắp tới cũng đang lập ra rất là nhiều cái dự định và dự án là sẽ về đây gặp gỡ quý vị nhiều hơn một tí xíu, để mà có thể gần gũi với quý vị nhiều hơn, để cho quý vị hiểu Minh Tuyết nhiều hơn một chút xíu, và nhất là những ai mà chưa có cơ hội hoặc là chưa được có cái dịp để mà gặp Minh Tuyết ở ngoài hay là lắng nghe Minh Tuyết hát, thì Minh Tuyết sẽ cố gắng thực hiện điều đó càng nhanh càng tốt. Một lần nữa, chị em chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và anh Khoa cũng thư gửi đến tất cả quý vị cùng gia quyến những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới Bính Thân, an khang, thịnh vượng và bình an. Và xin mời quý vị cùng trở lại với những chương mục tiếp theo thật hấp dẫn và thú vị tại Trường Quay.